Chi gì nhỏ chú? À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Con người yêu chưa? Dạ. Còn chưa có mối tình nào chú? Hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Hai đứa cưng, ngồi đi em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Thân. Chào con. Và chào bạn nam kế bên. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại chào. Thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người trong trường quay. Chào bạn gái bên kia nữa. Chị gì nhỏ chú? À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. Chú hỏi nhà con đi. Dạ. Nhà con đâu? Dạ, nhà con ở Kon Tum ạ. Còn hỏi gì nữa không? Hỏi quê quán ba mẹ con. Quê con ở đâu? Dạ, thưa chú Hoàng Linh, chị Nam Thư. Ơi. Quê quán của em là ở Quảng Trị. Yếu điều của em là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, biết lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Còn không có lắng nghe con trai hả? Dạ, con trai đâu nói chuyện con đâu mà lắng nghe chú. Ủa vậy chứ đó giờ không ai con trai nói chuyện với con hết trơn hả? Toàn 3D không à chú à. Vậy con mới ngồi đây. À với lại khuyết điểm của con là hơi ở dơ. Với lại quen trước quen sau, để một cái gì ở đó là mình tìm cái đó, nhưng mà không biết cái đó ở đâu. Mà mình tìm cái đâu thì không biết cái đó là cái gì. Chú hiểu không? Hài não quá. Con cũng không hiểu. Bây giờ mời được em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, em sống tình cảm và rất là chân thành ạ. Ừ. Còn khuyết điểm của em thì hơi con nít một xíu, với lại mít ướt. Thỉnh thoảng thì cũng có giận cá chém thớt. Em đã trải qua mấy mối tình rồi hả Được? Dạ, em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Con học đại học xong con ra trường là con đi dạy luôn đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Coi như còn trong veo gì đó. Rồi còn Lâm. Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Còn chưa có mối tình nào chú. Thôi quá, hỏi có người yêu chưa? Dạ có rồi. Ngồi tính bên đây dữ lắm luôn á. Tính của cô nào lúc nào gặp, sau đó nó không có mối tình nào. Mình cũng có yêu đơn phương, yêu thầm thôi. Mình thích nhưng mà thời gian của con làm việc là con cứ làm, thích cái này làm cái kia, cuối cùng dành thời gian cho công việc nhiều quá. Nên là mình chưa có khả năng mình tìm được người bạn trai hợp lý. Hả? Người bạn trai hợp lý. Chưa có khả năng để tìm ra một người bạn gái hợp lý. Nên là bây giờ con có cơ hội đó chú. Trời đất ơi, hết hồn à. Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Đàn trai nghiêm túc nha. Bây đi giờ tới đây là kiếm người yêu không, nha. Bây giờ Lâm gọi là nói hài hước cho vui thôi. Tôi biết cậu này không có gì đâu. Bây giờ chị hỏi nè. Một người con gái mà em mong muốn một yêu lý tưởng của em là em mong muốn như thế nào? Dạ, cũng sáo cũng được, miệng là dễ thương là được chị. Mới yêu cái gì cũng dễ thương hết. Yêu một năm nó khác, yêu hai năm nó khác, cứ về rồi nó khác. Dạ, chị cho em nói một câu này. Thực ra đôi khi cái ngoại hình nó đâu quan trọng đâu. Bây giờ cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng đẹp lên là cũng bình thường đó. Em nghĩ là nếu mà có tình cảm yêu nhau thiệt thì bất kể cái ngoại hình như thế nào thì cũng người ta cũng thật lòng người ta yêu thương mình. Em thì em đang cũng có ít vốn dành dùm với là tiền đi làm với tiền này kia, em cũng ăn uống tiết kiệm với là mình cũng cố gắng để mình ước mơ để chăm lo được cái cuộc sống sau này. Bên kia cho mình cơ hội, mình quen biết nhau, mình cố gắng dành dùm 2-3 năm nữa mình kinh doanh này kia, mình kiếm thật là nhiều tiền, mình xây nhà, mình có một cái gia đình riêng. Rồi bây giờ là qua xem là gái, trời ơi gái 22 tuổi chút xíu luôn, cô giáo dễ mầm non thương hả? Bây giờ vấn đề là có ngày yêu xa không? Có thời gian dành cho nhau thì cũng được ạ. Quan trọng nếu mà tình yêu đủ thăng hoa thì đàn ông họ sẽ gọi là sắp xếp rất là gọn gàng, không sao cả. Nói chung là hai đứa đều trong giai đoạn gọi là hình thành và phát triển tương lai. Nên nếu có kế hoạch rõ ràng, ta có mục đích, ta sẽ đúng tiến rồi tới được ha. Dạ. Ở trên đây có mình hả? Ở trên đây với chị con. Rồi, ta gặp chị ruột của Được chút xíu đi. Em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là chị của bé Được. Dạ, Được nó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ, còn hiền nữa. Thành ra là cũng lo phải kiếm người đàn ông che chở cho Được ha. Dạ không, hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được, chứ không cần là phải giàu sang hoặc là như thế nào, là không có cái
nhu cầu đó. Rồi giờ thấy bên đây có được không? Chào chị. Chào em. Thấy bé đó nó vui vẻ mà hay hài, thấy cũng được, giúp được. Nhưng mà được hay không là để cho Út được nó... Thấy thì được, nhưng mà được hay được không thì do được. Được để được. Dạ. Cảm ơn em. Chị Hai ơi, ở nhà mình á là tên có ai tên giống được nữa không? Tại vì ở nhà em á là anh Hai là anh trai, còn bốn chị em gái rồi. Ừ. Cái là sanh bé được ra là cha nghĩ là con trai thì cũng được, rồi con gái cũng được, có nghĩa là năm đứa con gái cũng được. Mà một thằng con trai nữa thì cũng được. À. Cho nên là tất cả đều được, là đặt nó tên được. Nó lớn lên á thì nó đi học, ai hỏi tại sao mà tên được. Cái nó cũng nói là ừ, em tên được thì cũng được. Cái gì cũng được. Thì em thấy nói chung là mọi người thấy cũng được. Được, em đừng bao giờ tự ti về cái tên của mình hết. Dạ. Hiểu không? Trước đây thì có, nhưng mà bây giờ em thấy nó cũng bình thường thôi. Nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới em á. Tên được cũng được, quá đi chứ, quá được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Dạ, con đến đây với là người em song sinh của con. Vậy là một người bạn thân, chỉ có con từ nhỏ giờ ạ. Song sinh đó hả? Dạ. Ủa sao khác vậy? Thì khác chứng đó chứ. Dạ, con chào chú Trường Linh và chị Nam Thư ạ. Xin chào chị. Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ, song em mới làm song sinh. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau, thần giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, cũng thấy được, rất là được luôn. Nhìn dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Ừ. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây con bấm cho. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa có người yêu chị. Hay quá. Chú lên với là chuyện năm thứ cho con nói về lời. Con nói với Lộc á là... nhân mít cho bạn mình đi. Trời ơi, tưởng đâu. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và các khán giả. Em là bạn của em Cường, em là bạn của Bần Lâm. Bần Lâm thì em thấy tính bạn từ hồi xưa chơi với em thì rất là vui, có tính hài hước, thì đâm ra khi nói chuyện trên sân khấu thì như khi bạn nói rất là vui thì mọi người hiểu nhầm. Với bạn nữ thì em thấy ngoại hình rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và thấy rất hợp với Bần Lâm, thì đôi ra khi mà về chung với nhau á, nó tạo cho cái không khí rất là vui với nhà hơn. Mình nên tiến tới hơn ạ. Rồi, cảm ơn hai bên. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Được với Lâm. Mở rào. Bắt đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có nó món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cái món quà này là hồi lúc học cấp 3 em rất là thích ạ. Em rất là mong được tặng nhưng mà chưa có cơ hội được tặng. Mong anh thích. Anh thích chứ, anh cũng mong được nhận lắm em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là sen đá, nó là sống cho cái mùa khô hạn. Nó không thể sống thiếu nắng được, cũng giống như anh, cũng không thể sống thiếu em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Một ca khúc rất hay, một ca khúc rất là đặc biệt, ca khúc của những thập niên về trước, ca khúc có tựa đề là Sóng Gió Gò Dấp. Sóng Gió Gò Dấp. Gò Dấp. Sóng Gió. Sóng Gió Gò Dấp. Sóng. Sóng Gió của ca sĩ Dấp. Yeah. Sóng Gió của Jack. Jack. Dạ, dạ. Sóng Gió, tôi nghe tưởng là Sóng Gió Gò Dấp. Ủa, cái bài nào mới dữ vậy trời. Rồi, vô, vài dòng thư tay nè. Đâu phải vài dòng thư tay đâu chị. À, bài đó là Hồng Nhan hả? Bài đó bài Bạc Phận. À, chị lộn. Hồng trần trên đôi cánh tay, hạ đời em trong phút giây. Từng ngày thơ, ít còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Rồi người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu á thành người dưng đến khi em tự xưng. À, thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mây đen. Thương em mùi dạ lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Tăng 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 chim kia về vẫn có đôi, sao trăng số phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em có phải không? Tăng 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 trời... tăng. Yo. Tăng 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 trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn tăng anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai anh lỡ ngã trên đời thay đổi.
tìm về em, người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. A B C D em nhớ rap. xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi. Được rất là được. Dễ thương. Sẵn được hát luôn, tặng bạn trai luôn. Em cũng có một bài hát tặng anh. Hai đứa này nó hợp ghê á. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em lắng nghe những tâm tư này. Dễ thương. Cái nào cũng dễ thương hết. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua, em quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Cái ông nội đó nha, ông lùm lum trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Anh là con trai nên nhường em nói trước, em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Anh nói 3 trước phút đi. Mấy đứa. Chú nói trước, à không, để con nói trước, để anh nói trước cho. Thì điều đầu tiên em thấy, cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh im ra, anh đâu nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á, thì thấy một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây cũng chỉ là con nít. Nói xạo đó, xong mi đâu mới sẹt đó. Thực ra thì giờ anh nghiêm túc này, em muốn người đàn ông như thế nào? Trời ơi. Em cần gì những người gì từ một người bạn trai? Điều quan trọng nhất là chân thành và tử tế là được. Em hỏi anh đi. Anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều quan trọng là chân thành và tử tế là được. Trời ơi, chắc mình bóng bên này nó bay qua bên kia quá ta. Anh trả lời khác đi. Tử tế và chân thành cũng được. Ok. Anh cần một người phụ nữ là vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo mầm non thì chắc chắn là vui tươi, trẻ con nó mới thích. Mặt phải hiền hậu, chứ mặt giống như mặt ba chăng, mặt giống gì Nam Thư trẻ con nít nào mà tới gần được. Em xin lỗi chị. Không, đó là anh nội ví dụ vậy thôi. Con là thiệt, chị Nam Thư thiệt, giữ thì giữ thiệt. Hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở dạ, Bình Phước rồi. Với lại Hóc Môn mình dạ. Hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có được mua cháo tới cho anh không ta? Em không gần đường lắm, nên em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đi. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên, chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Bây giờ hỏi nè, Lâm có ghen không? Ghen chứ chị, đàn ông ai giờ ghen chị. Bé được, em có ghen không được? Dạ, cũng tùy thôi chị. Vậy thì bây giờ em... nếu mà yêu xa em sẽ im im chứ em không có nói đâu vậy. Đó. Em sợ im làm chị ơi. Con gái á, khi đã không thích mình ở điểm gì thì phải nói ra thẳng. Ừ, anh như thế này thế kia chứ đừng có im lặng. Anh nói em là sợ con gái nói nhiều quá, anh nghe mà anh không hiểu. Không, anh nghe thì chắc chắn anh hiểu rồi. Nhưng mà... em sẽ không nói luôn, anh tự hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà trả cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cô nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Đó. Chú hỏi thật con nhé. Dạ. Con có thích người đối diện con không? Dạ, rất là thích là chú. Con có cảm giác rung động gì nãy giờ chưa? Dạ có. Đấy, có những phút mình phải sống thật với mình như thế.
hài hước thì hài hước, nhưng mà phải những lúc nào đó hãy lặng, có dấu lặng ở chỗ đó là tốt hơn nha con nha. Chú tin điều này là thật đấy. Rồi, chư nội nè. Dạ. Ánh mắt của em rất là chân thành, mà bị một cái bình là ba lớn. Bợt ba lớn lại nghe. Giỡn nó quen rồi. Đúng rồi. Đôi khi em cũng muốn tạo những cái vui, hài hước. Con ta mới lớn, ông đi ba lớn với tôi nè. Dám không? Rồi. Lâm thì hài hước thôi, cũng có gì đâu. Trong ánh mắt của cô ấy không có gì gọi là gian dối đâu. Ừ. Anh tin điều đó nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim một lần nữa. Thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Nhắm mắt lại nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bước ra đi, nghe chưa, nghe chưa, không có ba lơn nữa, nghe chưa, ra đây bé. Không có gì đâu, Lâm dễ thương lắm á. Dễ thương, về nhà ấy chàng trai này em sẽ cười cả ngày. Ừ. À. Nắm tay, nắm đi. Tay. Rồi. Chào chị, em thì tính em thì hài hước vậy thôi, nhưng mà khi mà em đã nghiêm túc rồi em rất là nghiêm túc. Mình là một người đàn ông trưởng thành, em sẽ cố gắng để với bé cùng đi trên một con đường, cho dù con đường nó còn sỏi đá trong gai, con bé té thì em kéo lên. Dạ. Còn em hên quá, em sợ muốn hơi chết giọng luôn, sợ con bé té em té theo. Giống như là em sẽ lắng nghe nhưng mà không hiểu đó nha, cái đó là vui thôi. Rồi được rồi đó, nào đặt nụ hôn đầu tiên, người ta chưa hôn lần nào đấy, bắt đầu đi, đừng chọc nó nữa. Xin phép chị gia đình. Ừ. Xin phép hai anh bạn, xin phép tôi nữa nè, tôi là đại diện đàn gái, xin phép tôi nữa nè. Xin phép chị. Giờ em dám nói tôi tránh ra nữa không? Xin phép chú. Làm thủ tục đi con. Chú cầm với con. Trời ơi. Chú cầm. Cái thằng dễ thương. Em biết đúng không? Em cơ hội đúng không? Bởi vì chắc chắn một điểm mà hôn dính chán là anh Quyền Linh sẽ bắt hôn lại. Em cơ hội đúng không? Hôn dính má đó con. Theo luật nó vậy đó con, hôn đi con. Đừng á, hôn nhanh ta về kìa, ta còn lo đón bạn gái rồi vợ chồng ta đó kìa. Lúc nào nó cũng tìm cái tình tiết để nó gây hại chứ không gì chứ. Nè, mình cầm lấy đi. Thú đẹp đẹp cũng không có quan trọng lắm, thú chỗ nào thì sửa chỗ đó chứ. Em rất là lười tắm. Lười tắm? Dạ. Thỉnh thoảng lâu lâu cũng có thể lười tắm đúng không? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời đàn trai. Rồi, chào em. Ngồi đi em. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh và tất cả khán giả. Em tên là Đinh Thị Thuận, năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu hả Thuận? Dạ, quê em ngoài Hà Nam chị. Hà Nam, dạ. Rồi, đó là thông tin của nhà gái. Xin mời nhà trai ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ phía bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Hiếu. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiếu làm gì Hiếu? Hiện em đang làm tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Hải quan. Như vậy thì em nhỏ bên kia 2 tuổi, em có ngại gì không? Dạ không anh, với em tuổi tác nó không quan trọng. Đúng rồi. Rồi, ngay cái tên bắt đầu vô chị đã thấy hợp rồi. Bên kia Vinh Hiếu, bên này Thuận. Hiếu Thuận, nghe là chịu rồi đó. Bây giờ mời Thuận em nói về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình. Em thì có khá là nhiều khuyết điểm. Em khá nóng tính, cũng có một chút cố chấp đó chị. Tính của em thì nhiều khi nó hơi thẳng một chút, không thích thì em có thể em nói thẳng ra. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, dễ kết bạn mới. Em cũng có một chút khéo tay đó chị. Em rất thích làm đồ handmade á. Dạ. Vậy là rất khéo tay chứ không phải một chút đâu em. Dạ. Tại vì làm mấy cái đó thật sự phải có đam mê. Rồi em có biết nấu ăn không? Nấu ăn thì em cũng biết cơ bản đó chị. Rồi đó là điểm mạnh, điểm yếu của Thuận. Còn Hiếu sao Hiếu ha? Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người khá là thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Và em cực kỳ là trọng chữ tín. Còn khuyết điểm thì em chắc là hay quên. Và đôi khi không mấy bận tâm đến chú ý của người khác. Nhưng mà với bạn gái thì cần phải quan tâm nhiều hơn. Hiếu trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chỉ trải qua một mối tình chính thức. Quen cũng được khoảng gần một năm và chia tay cách đây cũng khoảng hơn 2 năm. Tại sao lại chia tay Hiếu? Em và bạn đó có nhiều điểm không hợp nhau. Về phía em thì em thấy tự thấy mình chưa có sự năng động và thiếu kiên nhẫn trong cái việc mà tìm hiểu bạn gái. Một mối tình thôi, bên kia
Nếu mà chính thức thì em cũng có một mối tình thôi ạ. Em cũng quen bạn đó được gần một năm, ra mắt hai bên rồi cũng tính tiến tới hôn nhân rồi, nhưng mà đến lúc gần cuối thì hai người cảm thấy không hợp với nhau. Cũng tính tới chuyện cưới hỏi. Dạ. Nhưng mà cuối cùng nhận ra là không hợp nhau. Dạ. Nếu mà đã không hợp nhau thì chúng ta phải biết ngay từ đầu chứ. Thực ra là cái quá trình tìm hiểu trong gần một năm thì nó cũng không lâu vậy. Sắp mà chốt đến hôn nhân rồi, tôi phát hiện ra là bạn đó cũng có nhiều cái khác mình quá. Nếu mà mình bây giờ mình cuộc sống cùng nhau á, thì nếu mà cưới nhau về thì mình sẽ ly hôn. À, nhà em có đông anh chị em không? Nhà em thì có 7 chị em gái ạ. Ồ, 7 chị em gái. Đã. Quá dữ nha. Tuổi thì cũng cách xa xa lắm. Em là thứ 6, còn bên dưới em còn một em út sinh năm 94. 7 chị em gái lấy chồng hết chưa? Chưa chị, nhà em thì có 3 chị gái đã lấy rồi, còn 2 chị thì chưa có gia đình. Với em và em út nữa. Là tức là gia đình còn 4. Dạ. Vì 2 chị là chưa có gia đình luôn. Dạ. Có 2 chị tham gia chương trình nha. À, 2 chị em đi rồi. À, hôm nay có đi hả? Dạ. Rồi. Nhà Hiếu thì mấy anh chị em? Dạ, nhà em thì chỉ có 2 anh chị em. Dạ, em và một em đứa em gái. Đứa em gái. Dạ. Thuận ơi, Thuận muốn tìm một người yêu của mình như thế nào hả Thuận? Cũng giống như tâm lý của mọi người phụ nữ thì muốn một người đàn ông thứ nhất là phải chung thủy với mình trước. Nếu mà có một chút về ngoại hình thì càng tốt anh ạ. Cao thì cao chừng hơn em, chừng hơn 20 phân. Tại vì em cũng không có cao lắm. Mặt thì dễ thương, tính tình thì được biết quan tâm chăm sóc đến em. Rồi quan tâm chăm sóc đến mọi người thân trong gia đình. Xấu đẹp em cũng không có quan trọng lắm. Xấu chỗ nào thì sửa chỗ đó chị. Xấu chỗ nào sửa chỗ đó. Hiếu ơi. Dạ. Em mong muốn một mẫu người lý tưởng cho em là như thế nào? Mẫu người của em thì ngoại hình thì cao từ 1m55 trở lên, tóc dài, có công việc ổn định, có tính tự lập, biết quan tâm đến gia đình, biết hài lòng và luôn suy nghĩ tích cực. Tại sao phải là từ biết hài lòng hả em? Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống mình không phải là suôn sẻ hết mà sẽ có những lúc khó khăn. Và bạn nữ phải biết suy nghĩ tích cực những cái điều trong cuộc sống để mà mình tận hưởng cuộc sống, chứ đừng có bi quan quá đến những khó khăn. Chào Hiếu. Dạ, em chào chị. Em không thích điểm nào ở phụ nữ? Dạ, càm ràm, hay trễ giờ, lề mề. Em có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì thường nếu mà cuối tuần mà em không phải đi ra ngoài thì em rất là lười tắm. Lười tắm? Dạ. Ít nhất là lười tắm mấy ngày? Một ngày cuối tuần. Thứ bảy tới chủ nhật không tắm. Dạ. Đợi qua sáng hai tắm dòm luôn. Dạ, đúng. Vậy là tính hai ngày. Em đã chuẩn bị kế hoạch gì cho tương lai nếu mà mình xác định tới hôn nhân với một người chưa? Tại vì em đang làm ở Đồng Nai cho nên là em muốn là bạn nữ cũng sẽ về Đồng Nai ở với em. Nhà em có một mình em là con trai thôi cho nên chắc là sẽ ở chung với ba mẹ em hoặc là ở riêng nhưng mà ở gần đó để mà tiện chăm sóc cho ba mẹ. Hiện tại bây giờ em ở Đồng Nai ở khúc nào vậy cưng? Em ở thành phố Biên Hòa. À, Biên Hòa cũng gần mà. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu xa. Em có thích yêu xa không? Em thì không ngại cái việc yêu xa. Chỉ nó ở đâu, quận mấy? Dạ, em đang ở dưới Bình Chánh á, gần khúc chợ Bình Điền ạ. Ô, sự gần. Em đi thẳng đường hết Nguyễn Linh qua quốc lộ 1 qua cầu quận 2 là em lên tới Đồng Nai rồi đúng không? Dạ. Đơn giản. Chào em gái. Em chào anh ạ. Hơi dịu dàng chút xíu. Anh cảm giác như vậy đó. Anh nhìn em vậy chứ thực ra nhiều khi em không như vậy đâu. Không, em thấy bạn gái này cá tính đó nha. Cá tính. Nhiều khi giống như là mình đi trong cuộc vui thì em sẽ vui hết mình. Nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ạ. Em không thích gì ở đàn ông? Thứ hai là nhăng lăng nhăng rồi, tục ghét luôn. Thứ hai nữa là gia trưởng ấy, ép buộc bạn gái hoặc vợ làm thế này thế kia, bắt làm nhiều quá. Em có thích đàn ông kiểu nhu nhược không? Nhu nhược nó không có thành vấn đề. Nhu nhược với người khác thì em không quan tâm, còn nhu nhược với em thì em sẽ cố gắng để cho bạn đó không nhu nhược. Mày yên tâm đi, anh này là hải quan mà, cứng lắm đó em. Hải quan vậy là chắc phải đi tiếp khách nhiều vậy. Hiếu ơi, em biết nhậu không Hiếu? Dạ, em nhậu ít lắm chị ơi. Em uống được khoảng nhiêu lon? Chắc khoảng tối đa là 4 chai thôi chị. 4 chai, Thuận. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ, biết chị. Biết hả? Dạ. Uống được nhiêu lon? Dạ, em uống chính thức là có 2 lon thôi. Chính thức chỉ có 2 lon. Còn sao bên nhưng mà bố? Chị đừng hỏi em nữa chứ mẹ bạn em không có cho em nói lên đây nói được uống bia đâu, chị đừng hỏi nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Thuận đi với ai? Dạ, em đi với hai chị gái ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Minh Thư và khán giả. Nói chung thì qua buổi trò chuyện của hai em thì thấy trai kia cũng được. Nếu như mà hai em có ý đến đây để mà tìm hiểu hẹn hò thì hai em nên tìm hiểu. Chị thấy hai đứa có một số vấn đề hợp đấy. Thuận thì chị hay gọi nó là vịt á. Nó ít nói lắm nhưng mà nó giữ lời hứa. Mà làm gì là nó quyết làm bằng được. Cũng có phần hơi bướng. Rồi, cảm ơn chị. Hiếu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi chung với chị, học chung lớp cao học với em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và quý khán giả. Thì Hiếu là bạn học chung lớp cao học của em. Ở lớp thì Hiếu là nổi tiếng là chăm chỉ và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè. Rất là nhát, cho nên là đến giờ cả lớp cứ gọi là ế bền vững.
Bạn nữ bên đây thì khá là xinh, tính cách của bạn thì có những điểm tương đồng giống như Hiếu, cho nên là hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn hai bên. Chúng ta đã nghe hai bên góp ý rồi, mình đã nói chuyện qua cái rào này rồi. Bây giờ hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Cảm ơn bạn. Tặng bạn món quà. Quà này là quà từ tay mình làm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chiếu tặng cho Thuận cái gì nè? Một con gấu bông rất là đẹp. Dễ thương ha? Rất là dễ thương chị. Món quà của Thuận tặng em là gì? Dạ, một cái đồ handmade tự làm. À, cái này gọi là gì Thuận? À, cái đấy là con cá chép koi Nhật Bản chị. Thuận làm đó. Rồi, bây giờ hai bạn mình sẽ nhìn nhau và nói tất cả những cái cảm nhận về nhau như thế nào. À, rồi mình sẽ lên kế hoạch cho chuyện hẹn hò ra sao. Hiếu có ngại khi mà nhìn thấy mình niềng răng không? Mình cũng đang niềng răng. Hiếu cảm nhận thấy mình sao? Thôi mình xưng hô là anh em đi. Anh à? À, anh thấy em sao? Lần đầu tiên thì thấy em rất là xinh. Em cảm ơn. Em thấy anh sao? Nhìn là cũng giống mẫu người của em rồi đó. Thì em không biết tính như thế nào, nhưng mà về ngoại hình đối với em như thế là được rồi. Thời gian rảnh thì em thường làm gì? Nếu mà bạn bè có rủ đi chơi thì mình sẽ đi chơi cùng bạn bè. Còn không thì mình sẽ em sẽ ở nhà làm mấy cái đồ thủ công. Nếu mà chủ nhật mà rảnh nữa thì cũng nhiều khi cũng lười nằm đến trưa rồi. Cũng thỉnh thoảng lâu lâu cũng có thể lười tắm giống anh. Công việc của em thì làm giờ hành chính thôi. Cuối tuần thì vẫn rảnh để đi chơi được. Thứ bảy chủ nhật thì em rảnh. Thứ bảy thì em làm đến 12 giờ trưa. Anh thì sao? Anh thì chỉ làm trong tuần thôi, thứ bảy chủ nhật thì anh được rảnh. Em nhìn thấy anh cũng được mà sao anh vẫn chưa có người yêu ạ? Thì chắc là mọi người nhìn anh ai cũng nói anh có người yêu rồi, giống như em vậy đó, nhưng cho nên anh ới tới giờ. Trong tình yêu thì em quan trọng nhất là điều gì? Quan trọng nhất á vẫn là chung thủy. Em nói cho em cực kỳ ghét cái việc mà bị bạn trai lừa dối. Cũng như bạn trai có muốn đi đâu, muốn đi cùng thì em sẽ đi cùng. Còn nếu không muốn đi cùng thì phải nói để em biết, nó cái gì cũng phải nói thẳng ra, không được giấu. Làm một việc mà mình lại đi nói việc khác. Thứ hai nữa là làm việc gì thì cũng nên có cặp có đôi. Nãy anh cứ nghe em kể là em có một mối tình mà chuẩn bị tiến đến hôn nhân rồi, mà tại sao lại chia tay? Nói sâu xa hơn thì bạn đó tìm được người khác phù hợp hơn. Mà anh thì trong tình yêu thì anh quan trọng nhất, thứ nhất là sự tôn trọng, tức là hai người phải cứ dành cái sự tôn trọng cho nhau. Cái thứ hai đó là sự quan tâm, từ cái sự quan tâm đó thì mới có sự tin tưởng nhau được. Trong tình yêu mà không có sự quan tâm thì sẽ dẫn đến nghi ngờ giữa hai bên. Thì em cảm thấy nghi ngờ thì em sẽ hỏi thẳng, em hỏi khi nào mà ra bằng được thì thôi. Còn nếu không thì em cứ lèo nhèo đi sao em hỏi. Em có phải là người hay ghen không? Ghen thì có chút ghen thôi chứ không phải là hay ghen. Bản thân em cảm thấy cái điều đó là có vấn đề thì em sẽ hỏi. Và nếu người đó cứ lấp đựng trả lời thì em sẽ ghen. Nếu như anh và em mà tìm hiểu mà hợp nhau á, thì em nghĩ là bao lâu mình sẽ tiến đến được hôn nhân? Hơn 1 năm hoặc 2 năm, chừng hơn 1 năm thì mình có thể hiểu nhau thì mình tiến tới hôn nhân được. Về con cái thì quan điểm thế nào, con trai hay con gái đó? Anh thì con trai hay con gái gì cũng được, con trai con gái gì thì cũng là con của mình thôi. Anh có sợ là bố mẹ anh bắt phải đẻ con trai không? À không, nhà anh thì không quan trọng chuyện đó. em không có ý kiến gì hết á. Ngày xưa em cũng sợ lấy chồng lắm, tại vì em sợ đau đẻ. Do bạn bè người ta cứ kể chuyện là ôi Thuận ơi, đi đau đẻ đau lắm, giờ sau này em đừng có lấy chồng nhá. Em bảo như vậy cho sướng. Em cũng thấy đau thật. Rồi người ta đi người ta cứ đau lắm, em đừng có lấy chồng nha, em đừng có lấy chồng nha. Thế là em cũng sợ. Trời đất ơi. Bây giờ mình sẽ nói với nhau một câu, tận đáy lòng mình nghĩ về đối phương như thế nào trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Anh hy vọng thì mình đến đây đã là một cái duyên rồi, cho nên là mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Sợ anh nhiều khi anh không chấp nhận được nội tính của em thôi. Tính em là dễ chấp nhận. Một khi mà đã tin tưởng thì tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà một khi mà đã nghi ngờ thì giống như là không bao giờ tin lại được nữa. Mình để tay mình nút bấm nữa các bạn. Hãy bấm theo con tim của mình. Rồi các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng Hiếu. Nắm tay nhau đi nè. Hy vọng là hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui cho tụi anh. Một chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Một nụ hôn không thể thiếu trong ngày hôm nay. Em xin phép chị cho em được hôn Thuận. Đó, gật đầu rồi đó. Dạ.
cho anh hôn em. Hợp bá rồi nha. Hợp lắm nha. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. À, thì em có cần đút cho anh không? Nếu anh ok em vui lòng. Thì lọc bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em giới thiệu đi em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên hàng rào và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay cũng như quý khán vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Thanh Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên kế toán, sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nhà em thì ở dưới Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ kế bên. Em tên là Nguyễn Văn Giang, 34 tuổi, đến từ Bến Cát, Bình Dương. Nghề nghiệp chính, chuyên môn chính của em là kỹ sư điện. Công việc hiện tại của em là em làm là Production Supervisor, là giám sát sản xuất cho một công ty về thiết bị y tế là Terumo BCT Việt Nam. Địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Nhà bạn ở Đồng Nai là ở đâu ha? Nhà mình thì mình ở dưới Long Khánh á, nơi nào mà trái cây nhiều nhất đó. Long Khánh thì bản thân Giang thì cũng rất là thích ăn chôm chôm, thì hy vọng là sẽ có dịp được đi xuống Long Khánh. Không có chôm chôm đâu mà ăn. Chôm chôm hết mùa rồi bạn ơi. Hết mùa rồi. Gặp sớm hơn tí nữa chắc có đó. Rồi mình giới thiệu về mình đi cho bạn gái bên kia biết như sao. Thì bản thân Giang thì là một người rất là cởi mở, hòa nhã và chân thành. Thì bản thân cũng là thấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và rất là chính trực. Và đặc biệt là trong công việc làm thì rất là sâu sắc và tỉ mỉ. Rồi còn em? Trước khi tốt nghiệp đại học xong thì em làm nhân viên xuất nhập khẩu. Nhưng mà 2 năm gần đây thì em về em làm kế toán cho con một công ty vận tải của người quen. Công việc thì kế toán thì cũng có tỉ mỉ á. Nhưng mà nói thật thì điểm yếu của em thì có lâu lâu nó cũng hơi mất tỉ mỉ một tí. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không em? Điểm yếu của em thì bạn bè nó chơi với em nó nói hoài một câu à. Sao mà tao không thấy mày điểm mạnh bằng một bầu trời điểm yếu không à. Nên nếu mà xét ra theo em thấy em yếu nhất á, chắc có thể là em dễ bị dụ nhất á. Trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng phải có cái điểm mạnh nào chứ đúng không? Điểm mạnh thì em có thể tự tin là em nấu ăn rất là ngon. Rồi về tình trường mà bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Chị Cát Tường, em trải qua 2 mối tình. Thì các bạn biết thì mối tình hồi học sinh thì lên năm nhất đại học thì cũng không có bền. Và mối tình thứ hai thì chia tay cũng lý do là hồi đó em chưa có đủ sự quan tâm lắm dành cho bạn nữ đó. Đến với chương trình thì em nghĩ là đã đến lúc và em nghĩ là em có đủ sự chín chắn và sự quan tâm cần thiết và sự chân thành để dành cho bạn nữ kế bên. Tốt, có sự quan tâm là được rồi ha, đừng có thiếu sự quan tâm. Dạ. Mình thì sao em? Dạ, em thì ít hơn bạn nam bên kia. Xét mà về mối tình của em thì đơn phương thì em yêu hai mối tình đơn phương. Nếu mà xét mà chính thức thì em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Nhưng mà cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Do khoảng cách nó xa quá nên không có sự quan tâm với nhau, nó thiếu lại. Ở đâu với ở đâu mà xa? Dạ, ở tuốt ở dưới Kiên Giang lần chị. Trong khi đó em ở Thủ Đức. Thành tình yêu chưa đủ lớn ha. Dạ, để mà vượt qua. Nhưng rồi mà em nói đàn trai hơi lo cái chuyện là em hay bị dễ bị trai đẹp dụ đó. Đủ giờ đang có người yêu hay có gì cái em bị dụ rồi sao? Dạ không, anh có người yêu rồi. Dạ, em chào anh. Chưa có người yêu thì em sẽ rất dễ bị dụ, nhưng mà khi mà có rồi thì em lại là trung thủy. Thứ đẹp trai là dụ em được á hả? Dạ, giờ trai đẹp là dụ được. Còn khi mà đã xác định rồi là trai đẹp cỡ mấy cũng không dụ được. Đúng nha, chứ dạ. Nhiều khi có chồng có người yêu cái trai đẹp dụ cũng chịu luôn là mệt lắm. Cái đó em không dám. Rồi, em muốn một chàng trai như thế nào? Dạ, lên đây thì em muốn tìm một chàng trai nói chung là cao từ 1m65 trở lên. 65, có luôn. 1m71. Đúng rồi. Dừng 71 luôn hả? Ừ, 71 luôn. Ngoại hình á thì có hơi đô con tí, tại em thích nhìn trai cơ bắp. Khỏe mạnh. Có đô luôn hả chị? Có đô. Công việc thì chắc chắn là phải công việc của bạn là ok, em nghe bạn giới thiệu là ok rồi. Rồi, gì nữa? Đặc biệt á là không được hút thuốc. Có hút thuốc không? Không. Không hút thuốc, uống rượu thỉnh thoảng em. Nói chung là không hút thuốc. Dạ. Rồi, gì nữa? Và không có gia trưởng nữa anh ơi. Không gia trưởng. Con trưởng chứ không gia trưởng. Con luôn. Rồi vậy là ok rồi. Khỏe đúng không? Khỏe rồi đó anh. Trời ơi, đàn trai ngon lành luôn. Được. Còn bên kia, bây giờ bên kia nói cái chuẩn của mình đi để bên này nghe coi được thì, không? Bản thân em thì em cũng nghĩ là chỉ kiếm một quan nữ là năng động, nhiệt tình và đủ sự chân thành.
Thì bản thân Giang á, thì Giang đi làm về thì Giang cũng là mẫu người đông của gia đình, cũng phải đi chợ nấu nướng rồi cũng phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén rửa bát, quét nhà quét cửa. Và bản tính thì cũng sạch sẽ, thì bạn nữ bên đó cũng yên tâm. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Thì như bạn nói thì em không thích là bạn nữ là không có sự chung thủy. Bên đây là người ta có cái tiêu chuẩn bạn trai. Dạ. Vậy bên đây em nào về ngoại hình rồi vóc dáng rồi muốn làm sao rồi nói luôn đi. Thì bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Rồi. Dáng người thì mảnh mai. Nói chung là nếu con gái thì nếu mà có nhuộm á thì cũng nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Tại vì em thì em thích người phụ mẫu phụ nữ truyền thống. Bây giờ được chuyện nào đám cưới nè? Thì em hy vọng thì nếu mà được thì cuối năm thì, cuối năm? Dạ. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ha? Dạ. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với mẹ, với dì, với lại em trai ruột, em trai họ và hai đồng nghiệp nam của em. Rồi cho gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, dạ. Và khán giả, khán giả trường quay. Mình là mẹ của Giang. Con mình nay cũng đã là 34 tuổi rồi. Bạn gái cũng được. Nhờ ông Mai bà mối cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Dạ, anh trai có ý kiến gì à? Cho ý kiến. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nhưng em là em Nguyễn Văn Sang, em của anh Giang. Nhưng em phần nhận xét của em thấy nếu mà chị bên đây đồng ý về với anh em là em thấy rất đẹp đôi. Nhưng phần mà chị nói nấu ăn ngon là hợp ý. Rồi, cảm ơn cả gia đình. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, trai ruột của em và một người bạn thân ạ. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Dạ, chào hai con. Thì theo như má thấy nhận xét thì má thấy bạn trai bên này thì má thấy cũng được. Cũng có công ăn việc làm ổn định thì cái này là cũng là một cái duyên. Thì nếu mà hai con cảm thấy được thì cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân. Còn không được thì bạn bè vẫn tốt không sao. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì hôm nay lên công ty nha, anh luyện rất là nhiều, không biết là ca có hay không, nhưng mà lời bài hát này là cũng là những cái gì mà anh muốn nói với em, và hy vọng là em lắng nghe và em hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh. Bài hát này tên là Chân Tình ha. Dạ trước khi anh hát cho em tặng anh quà luôn đi. Đặc sản dạ đúng rồi, đây là đặc sản cây nhà lá vườn của em. Cảm ơn anh nhiều. Nhà trồng luôn hả em? Nhà trồng ạ. Ồ trời, cái bưởi to quá ha. Anh sẽ ca bài Chân Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãn quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời ơi, múa có đòi minh họa nên mới chịu ha. Dạ xong rồi đó, ôm bấm nút luôn đi, khỏi nói gì hết rồi. Thấy hát học lý lắm em rồi đó. Dạ không, thì lên em cũng có một bài hát, cũng muốn hát lại cho anh. Có cả anh múa gì không? Dạ có, nếu anh hổ được. Em thả mùa yêu nhé. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến ai. Nhưng nay tiếng em ồn ào khi ngang sang anh nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Em run rồi. Cứ tự nhiên không sao. Tin không em đang thật lòng. Em tiếp. Đang nghe đây anh nói đi anh. Rồi anh nói đi anh. Anh chỉ nói ba câu. Câu thứ nhất là biết quan tâm mọi người thì mọi người sẽ quan tâm mình. Cái câu thứ hai là nếu mà có khuyết điểm thì mình phải khắc phục, nếu mà không khắc phục là lỗi của mình. Và cái câu thứ ba nó là thời gian thì nó rất là quý giá, bởi vì cuộc sống nó rất là ngắn. Nếu mà em không trân trọng những cái giây phút này bên đây thì mình sẽ không có những cái giây đó. Trong ba loại đó anh có thích loại nào không ạ? Thì anh nói em luôn là trong ba loại này thì em thích nhất là quýt. Vậy em lột cho anh luôn nhé. Okay. Quá tốt. Wow. Nếu mà lột thì ha, để anh lột cho. Để anh lột cho. Thôi lột chung đi anh. Lột hai đứa cùng lột. Trời ơi. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. Chết rồi thấy chưa, em run rồi nè thấy chưa. Để anh lột cho. Em lấy nè. Cái này. Rồi. Thì em có cả anh đút cho em ăn không?
Nếu anh ok à, vui lòng. Thì ngọt không anh? Anh thấy nó rất là ngọt. Ngọt từ từ cái tai em bóc, và anh nghĩ là anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Lột bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy là mình đến đây cũng là một cái duyên, và là một cái định mệnh. Thì anh nghĩ là hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu về nhau. Về khoảng cách địa lý thì không có thành vấn đề. Thì một tuần lễ thì em rảnh khi nào ha? Dạ em rảnh thứ bảy và chủ nhật ạ. Thì nếu em rảnh thì em thích đi đâu ha? Ví dụ như là Bắc Sun, Aeon, Vincom, hay là em thích đi coi phim? Dạ không, em không thích đi vô trung tâm thương mại. Em thích đi phượt, đi những cái khu mà sinh thái đó. Sinh thái, vậy là ở bên Đồng Nai có thác Giang Điền, em đi cho ta ha. Dạ chưa anh. Vậy là mình có dịp mình đi cuối tuần. Dạ. Hai đứa tìm nút bấm luôn đi. Được rồi, hợp lý rồi, bấm luôn em. Khỏi đếm luôn đi em. 1, 2, 299 3. Rồi. Bữa nay khỏe á. Rồi, tự ôm hôn luôn. Đó. Rồi, con xin phép bác. Thì giờ hôn nè, trời ơi. Xin phép bác với em trai. Ừ. Thì hôn tay, hồi nãy mới đúc nhau ăn quýt đồ dữ lắm nè. Làm dữ lắm mà, hung há luôn. Chúc mừng các bạn nha. Tôi nghĩ rằng cặp đôi này sẽ sớm cưới nhau đó. Ai cũng đang đợi đi nha. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha. Mời bạn nữ. Em xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi. Quê em thì ở Ninh Thuận, mà em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm điều dưỡng tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. Tốt quá. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em chào xin bạn. Chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi. Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy. Dạ. 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em á là mọi người xung quanh á là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng. Dạ, dạ. Cái này quan trọng lắm phải không? Dạ. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em hơi nhút nhát trước đám đông, với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì nào? Ưu điểm của em á thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ, với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm, với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? Dạ chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, còn tình trường thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay thì cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra ảnh có gia đình? Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh đánh dấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị. Với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha. Lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ đúng nên rồi. Nên em yên tâm. Dạ. Em trai,
Em dạ. Được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ anh. Em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng. Em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ. Khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại á chị. Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi vậy anh bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị, mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi á chị. Vậy á hả? À. Dạ ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy, mà đúng chơi đẹp là phải mê chị. Đúng đẹp, đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là hả, em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc. Nội trợ hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ. Cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi, được vậy cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ, vô tâm và keyboard. Hay, có keyboard không đây? Dạ không anh. Chàng trai quản lý của tôi, không có keyboard ha. Dạ. Ôi trời, em gái dễ thương. Em ghét người ông keyboard lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình mà có gì đâu. Dạ không, keyboard bên ngoài thì được anh, đừng keyboard với em. Đúng rồi, keyboard với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi, rồi. Nhưng mà lúc người yêu cũng đừng keyboard anh. Ừ. Đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai. Nếu như vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm, nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm, mình ở chung nhiều khi ba mẹ phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Dạ. Được. Có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, em không thích. Ủa, phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc cỡ 1 năm chị. Có làm dâu không em? Dạ có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà vậy. Chắc khoảng chừng 1 tuần em xuống lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương. Đẹp trai đẹp gái như nhau à. Nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai hơi xa. Đã bây giờ vấn đề á là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á. Xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ. Rồi. Xin dạ. Chào. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào con. Chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe cằn nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ rồi con xin hết. Có một cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ em tên chào chị Quỳnh Linh, chào anh Cát Tường. Hả?
Chào anh Quyền Linh. Chị Quyền Linh chào chị. Em là chị của Yến, làm chung trong. Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. À, nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho cơ nhau cơ hội, tùy Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là chúng ta mở màn lên. Chút chứ giờ đang cao huyết áp rồi. Dạ, thì tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Còn anh là bớt rung lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ. Ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã, hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi. Em hát sao thấy anh cũng sốt. Bận sốt em ơi. Bận sốt. Dạ. Bây giờ có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Anh nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa, phải cấp cứu luôn á. Để làm cho đi cấp cứu luôn đi em. Rồi. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À, được. Dạ hết rồi anh. Hết rồi đúng không? Dạ. Bây giờ cảm nhận thế nào, nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á, thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm. Chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á, thì sẽ thương con dâu. Em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em. Thì công việc của anh á là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh. Nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi... con gái mà nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi bữa tối em cần thì sao ạ? Giống như bữa đó em chật mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Giờ đó anh rảnh rồi. Giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em á là nếu mà lúc nào á em mà buồn á là em điện anh mà sắp xếp được á anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên, câu bạn mà tiến cho tới. Anh cơ hội thì tiến nó dễ tới. Quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện á, để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững vậy trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên.
Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo vậy. Rồi, huyết áp cao rồi, về chỗ đi. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không? Cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác. Chúng ta mất duyên, ráng chịu nha. Cẩn thận. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ. Thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên cũng không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô bé yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi em nói. Mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên. Tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn.